Blackpink gây choáng với list thành tích khủng của Pink Venom, Jisoo xứng danh bà hoàng. Tháng 8 này, sự kiện được mong chờ nhất K-pop có lẽ chính là sự tái xuất của Blackpink sau 2 năm vắng bóng. Các cô nàng xinh đẹp tài năng đã mang đến một Pink Venom bùng nổ với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Ca khúc vừa mới phát hành đã lập được nhiều thành tích khủng. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Blackpink. Dẫu chỉ mới phát hành trong một thời gian ngắn, thế nhưng ở mảng nhạc số, Pink Venom đã có màn debut hoành tráng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng Real Jam Meon, hạng 1 Bops, hạng 2 Genny và 46 Floor. Bên cạnh đó, ca khúc cũng giúp Blackpink trở thành nhóm nữ có lượt nghe nhiều nhất trên Meon trong năm 2022 với mốc hơn 57.000. Pink Venom cũng vượt mức 400.000 bản kỹ thuật số được bán ra tại Trung Quốc. MV Pink Venom vừa mới phát hành đã đạt con số hơn 2,3 triệu lượt xem công chiếu, phá kỷ lục của chính mình trước đó là Ice Cream với hơn 1,7 lượt view. Chỉ trong vòng 52 phút, sản phẩm mới của Blackpink đã cán mốc 10 triệu view. Trước đó, Blackpink cũng ghi nhận hơn 1,5 triệu bản đặt trước full album thứ hai Bombing. Truyền thông Hàn Quốc dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi sản phẩm chính thức phát hành vào tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó, Blackpink cũng xác lập kỷ lục lượng đặt trước album cao nhất trong 24 giờ trên nền tảng Tao For You với hơn 142.000 bản. Teaser Pink Venom cũng nhận nhiều thành tích khủng sau 24 giờ phát hành. Trên nền tảng YouTube, sản phẩm đạt 15,7 triệu lượt xem và 2,4 triệu thích, lọt top 5 teaser K-pop có lượng view cao nhất. Đồng thời, video còn đạt số 1 thịnh hành toàn cầu và trending 71 quốc gia. Pink Venom là ca khúc hip hop mang đậm màu sắc âm nhạc của Blackpink. Đây là bài hát mở đường đánh dấu sự trở lại của nhóm với full thứ hai trong sự nghiệp Bombing. Pink Venom được đánh giá cao khi lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại. Trước đó, các thành viên Blackpink đã xuất hiện xinh đẹp tại họp báo comeback. Rosé chia sẻ rằng thay vì phá vỡ những kỷ lục, chúng mình thực sự tập trung vào những bài hát mới hơn, cùng với niềm hy vọng người hâm mộ sẽ thích những bài hát này. Đây không phải là để phá vỡ kỷ lục mà để mang đến cho các bạn fan thưởng thức. Sự tái xuất của Blackpink giúp đường đua âm nhạc K-pop tháng 8 thêm bùng nổ. Với sức nóng của mình, khán giả tin rằng nhóm nhạc sẽ lập nên nhiều thành tích tốt hơn. Bên cạnh thành tích khủng của ca khúc Visual của bốn cô nàng cũng gây bùng nổ. Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Blackpink được đánh giá ngày càng nhuận sắc, thần thái ngút ngàn. Nhiều khán giả cho rằng đây là thành quả của quá trình rèn giũa trong lĩnh vực thời trang bởi từng hình ảnh, trang phục hay biểu cảm của các thành viên đều rất sang chảnh, cuốn hút. Jisoo khiến người hâm mộ bất ngờ khi thay đổi nhiều hình ảnh trong MV Pink Venom. Từ tạo hình mái ngang, mái xéo đến tóc búi nhật, chị cả Blackpink đều hấp hồn người hâm mộ nhờ nhan sắc chuẩn hoa hậu của mình. Jennie càng không làm khán giả thất vọng khi vẫn khoe khí chất qua đôi mắt mèo đặc trưng, diện trang phục cắt xẻ nhưng sang trọng, không hề bị hớ hên. Đặc biệt trong phân đoạn rap, người hâm mộ chứng kiến một Jennie cá tính nổi loạn. Lisa có màn thay đổi ngoại hình ấn tượng khi rũ bỏ mái tóc ngắn, gắn bó thời gian dài. Em út Blackpink xuất hiện với mái tóc dài màu cam. Trong phân đoạn rap, Lisa cũng cực nổi loạn, diện đồ quyến rũ. Còn Rosé từng gây tranh cãi khi trở lại sau 2 năm vắng bóng mà vẫn để kiểu tóc râu tôm quen thuộc. Tuy nhiên, những hình ảnh trong MV đã làm sáng tỏ những nghi hoặc của người hâm mộ. Theo đó, nữ idol ấn tượng trong kiểu tóc highlight bạc đen đầy ma mị, cực hợp với concept Pink Venom. Sự trở lại của Blackpink đang là chủ đề bàn tán của người hâm mộ hiện tại. Với sức nóng của mình, nhóm nữ nhà YG Entertainment hứa hẹn sẽ lập nhiều thành tích khủng với Pink Venom.